Hello, xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay em muốn cho tất cả các cô chú, anh chị và các bạn được biết cái thông tin rất là vui. Vui là vui như thế nào nha. Đó, thì hôm nay trước tiên thì em phải nói anh Hài Lê Tím, Lê Tính bên Mỹ nha mọi người. Thì hôm nay là cũng đi về, nói chung là đi về nước để mà chuẩn bị mà cho cái show diễn do hai bàn thờ với Hậu Le Le. Mời anh Lê Tím bên Mỹ về đó, để mà diễn hài trong cái show diễn Đồng Dao đó. Thì anh Hài á, thì hôm nay là bước chân về tới Việt Nam rồi nha mọi người. Đó thì cũng có Hậu Le Le với hai bàn thờ cũng ra đón, nhưng mà thật sự ra thì hôm nay anh Hài á, anh về á, cái mặt anh xấu quắc à. Cái mặt anh hôm nay xấu quắc à mọi người. Hài Lê Tím bên Mỹ á mọi người đó. Thì nói thật sự ra hôm nay anh về là mục đích á, là cái ngày 15 tháng 9, hiểu không, để anh nhận cái show của mà Hậu Le Le và hai bàn thờ. Nhưng mà cuối cùng hôm nay là anh đã về rồi, nhưng mà không biết sao á, chắc anh đi đâu anh xui á mọi người. Anh Hài Lê Tím á thì anh đi đâu anh cũng xui đó, đó anh bây giờ anh về á, bên Mỹ mà chạy về để nhận kèo là mọi người biết rồi đó đó, để mà lên lên Đồng Dao đi cho mọi người thấy mặt đó. Mà hôm nay em nói thiệt với mọi người á, cái hài Hài Lê Tím gì mà đen thui xấu quắc à, không có đẹp gì, xấu quắc xấu à, lần đầu tiên em thấy luôn á mọi người. Trời đất ơi, nghĩ sao ba bên Mỹ mà ba về đây ba xấu còn hơn tôi nữa. Tôi ở Việt Nam mà tôi đi quay YouTube tối ngày ngoài nắng mà tôi còn đẹp trai hơn ông, đúng không cô chú? Lê Tím à, đi về đây không biết làm gì, chắc kiếm để húp vé 2,5 triệu của Hậu Le Le đó. Thì hôm nay á anh cũng về đây rồi, phan từ từ để em xây qua cái câu chuyện này tiếp đi, giờ nói quay lại Hài Lê Tím này, hiểu không đó. Thì bây giờ em xây lại cái câu chuyện á, mà hai bàn thờ là cũng có lên đó, cũng có lên mà nói với cộng đồng. Thì cũng xin lỗi khán giả, vì mà tổ quốc Việt Nam, vì người Việt Nam, vì những người mà đang bị bão lũ tại mà Lào Cai đó. Thì em đang ở Lào Cai nè mọi người, em mới vừa ở trong cái chỗ khu vực mà những người bị thiên tai đó, thì đang tìm kiếm những nạn nhân đó, thì em cũng mới ở trong đó đấy. Người ta không có cần Hậu Le Le với hai bàn thờ, hiểu không mọi người đó. Đừng có nói mà cái câu mà chung tay với những người đồng bào đấy, ở đây là bây giờ là rất là nhiều cộng đồng yêu thương đó, không phải mà Hậu Le Le với hai bàn thờ đâu đó. Thì Hậu Le Le với hai bàn thờ nói là vì tổ quốc ghi công được không, mà tổ quốc ghi công được không, Hậu Le Le vừa làm chuyện gì mọi người biết không? Tổ quốc ghi công rồi thêm cái gì hát cái bài chiến ngạo quốc ca mà tổ quốc ghi công, nghĩ sao vậy trời đó. Còn lên nói là mà bây giờ là không có cho mà ca nhạc hài hước cải lương hay bất cứ thứ gì nữa hết á, để chung tay vì những người đồng bào đang bị thiên tai lũ lụt tại miền Bắc đó. Thì anh lên anh nói vậy, nhưng mà thật sự ra thì anh nói vậy cũng đúng, người đồng bào ở đây rất là thấy thương. Em cũng có mặt tại đây rồi nha mọi người đó, em đang ở Lào Cai luôn, nói thật sự là như vậy. Em đang ở trong mà cái thôn lũ luôn, làng lũ, là hồi chiều này là em đã có mặt trong đó đó. Thì em mới ra cách đây 2 ngày thôi cô chú đó. Thì mồ hôi nóng quá mọi người ơi, ở đây bây giờ nóng quá đấy. Cho nên là em muốn nói á, với mọi người á, thì bây giờ cái vé bán 2,5 triệu đúng không cô chú? Bán vé 2,5 triệu mà bây giờ là quỷ xô, thì những cái tiền mà 2,5 triệu của người ta, thì anh hai bàn thờ với cô Hậu Le Le với cái cô Hà Mã đó, những người nào mà bán vé rồi, tại vì hôm nay là ngày 13 rồi, ngày mai là 10, 14, chuẩn bị là chút xíu nữa qua ngày 14 rồi đó, là phải trả tiền vé lại cho người ta, hiểu không? Chứ đừng bao giờ mà lấy tiền vé ụp vô đó rồi để dành nữa đó. Hai bàn thờ là có cái chiêu như vậy á mọi người đó, hai bàn thờ là có cái chiêu chuyên gia mà lấy tiền của người ta đó đó. Bây giờ quỷ xô là phải trả tiền đấy, quỷ xô là phải trả tiền, chứ đừng có mà nhận vé bán vé người ta rồi giờ nói câu quỷ là quỷ sao được. Trời ơi, mắc mặt dữ vậy, hay là bán cái vé 2,5 triệu không ai coi. Mà em nói tiếng cái câu mà quỷ xô trả tiền á, thật sự ra em không biết bao nhiêu người mua vé mà phải trả tiền lại. Chắc nói chung là cái show này chừng mới có 10 người 20 người mua thôi, cho nên là thấy lỗ rồi. Tại vì Hài Lê Tím bên Mỹ về đó
là cái giá mà vô hát cái đêm đó đó là phải cho tới 5.000 đô. 5.000 đô mới đủ chi phí chứ, đúng không? Hậu le le giàu lắm. Đấy, cho anh Lê Tím về để được mà lên biểu diễn trên sân khấu, nhưng mà cuối cùng anh này là cũng hết thời rồi. Anh Lê Tính ơi, em nói cho anh nghe nè, anh về Việt Nam anh hết thời rồi, hiểu không? Đó, sao anh không kêu tôi ra mà để tôi đón anh vào sân bay mà anh cho mà hai bàn thờ hậu le le với mà ve chó rồi đi ra đón anh chi vậy, đúng không cô chú? Đấy, Lê Tím bây giờ là hết thời rồi đó, đi đến mà từ mà Mỹ mà bay về tới Việt Nam cũng bị quỷ xô, trời đất cơ, nghĩ sao vậy? Nhưng mà sao hôm nay đen dữ vậy cha? Sao lên mỗi lần mà lên mạng sao tôi thấy mà mặt mày son phấn kem rồi cả đống luôn, sao bữa nay xấu quắc vậy? Trời ơi, mái tóc thì cũng xấu quắc, xong hớt tóc hớt tay đồ lỡ. Đen thui lùi lùi à, mặc đồ gì bộ đồ mà thua tôi mặc bình thường nè, bộ đồ tôi mặc bình thường cái có cái con là hà mã nè. Đấy, cái con hà mã lạc đà nè, đó. Còn đẹp hơn cái áo của ông mặc đi về nữa. Nghĩ sao mà dân mà ở nước ngoài người Mỹ gì kỳ vậy? Ông làm bôi nhọ những anh em những cô chú đồng bào ở Mỹ quá. À. Thế mình đi ra ngoài nước ngoài là mình đã có cái quốc tịch nước ngoài rồi, thì bây giờ mình sống như sao cho nó giống người nước ngoài chứ anh, giống kiểu người miền Tây với người vùng miền núi nói sao được, đúng không cô chú? Bôi nhọ phẩm chất của những người mà đang sống tại tại nước Mỹ đấy. Anh Hài Lê Tím này là bôi nhọ phẩm chất đi về Việt Nam, không phải là đó. Bây giờ em đơn giản, em ra sân bay em cũng mặc, em đi trong nước thôi, nhưng mà em mặc bộ đồ cho người ta nhìn cho đẹp gái, cho độc, đúng không? Cho nó biết mình là cái thằng hài thì mình phải mặc đồ cho đẹp chứ, mà hài mà mặc đồ thua thằng làm YouTuber nữa, giống như Lâm Võ, như Lâm Võ nó mặc đồ còn đẹp hơn thiệt á. Đội cái nón không là VIP Pro rồi nè, khỏi cần mà phải nói mà tới gì. Trời ơi, còn mà tóc tai chưa hết nữa cha, cho đi về Việt Nam cho nó có phong cách chút xíu đi. Bề nào mình cũng là con của người Việt Nam mà, mình có nhập quốc tịch xanh gì bên đó giờ mình coi thường người Việt Nam quá à, hiểu không? Những người Việt Nam người ta đi ra ngoài nước ngoài thì ta về lúc nào người ta cũng ăn mặc đẹp, đồ hiệu đồ này kia, người ta làm có bao nhiêu tiền người ta mệt mỏi kệ nó, người ta vẫn để tiền người ta sắm bộ đồ hiệu người ta mặc khi người ta đi ra được. Còn anh mặc bộ đồ gì giống mà thua bộ đồ mà tôi bỏ nữa. Nghĩ sao vậy? Còn mà sao mà ở nước ngoài gì kỳ vậy, đi diễn đi hài gì kiểu gì mà xong về đây đang thui tụi lùi xấu quắc cả cha. Không tin được luôn mọi người, em không tin được mà anh Hài Lê Tím nè ảnh xấu còn hơn cái thằng xấu nữa. Ảnh xấu kinh khủng. Đó cứ nghĩ sao mà ông lên ông hát khán giả coi, ông vô nghe Lâm Võ nó, Lâm Võ nó hát kìa, ông vô nó hát, nó đứng trên sân khấu đó, ở trong mà cái bãi mà phế liệu thôi đó, mà nó đứng trên sân khấu nó vẫn đẹp hơn ông đấy đó. Vô coi Lâm Võ nó hát, hát hay hơn Hậu Lê Lê với bà Hai Bàn Thờ đó, nhưng mà nó không thèm làm ca sĩ chứ đừng nói, đúng không cô chú? Đó, mình sống á mình là phải có nhân cách như anh Hài Lê Tím, anh nói cho đã. Bên Mỹ anh ngồi anh nói đồ ngon lành, đồ cành đào lắm, anh nói như đài phát thanh, mà sao tôi anh về tới Việt Nam tôi thấy anh thua một cái người ăn mày nữa. Trời ơi trời, thiệt, nói thiệt luôn á, nói ngay là anh Lê Tím này nè, là ở bên Mỹ thì nói chuyện kiểu gì em không biết, còn áp với ung á gì á thì em cũng có biết, mà xài áp xài yết vậy đó. Nhưng mà về đây á thì em thấy á, ăn mặc bộ đồ màu đen nữa, mà đen thui mà mái tóc mà có mấy cái cọng quăng quăng nữa, trời ơi, đi hết cái đầu rồi đi cha. Mình có nhân cách chút xíu, mình có bây giờ mình có xấu, cái mặt mình thì xấu thiệt rồi đó. Cái mặt mình xấu thì xấu tuyệt đối luôn, xấu chưa từng thấy, nó xấu đê tiện luôn đó. Nhưng mà mình sẽ phải đánh phấn rồi son môi rồi giống như mình ngồi mình livestream mỗi ngày đó, đúng không, cho nó đẹp. Mình đi ra đón ông tôi thấy giống như đón mấy cái thằng gì ấy, chứ không phải thằng Hài thiệt, xấu lắm. Nói chung là hôm nay anh Hài Lê Tím về Việt Nam xấu, không biết về làm gì, làm để mà làm giấy tờ binh vực ve chó. Đúng không mọi người? Bây giờ là không không có hát được nữa rồi, thì quỷ show rồi. Nói chung là muốn nhận show không, để kêu Huy nhận cái show giá 200 được không? Lên anh diễn hài cho tụi tôi coi cái. Trời ơi, lần đầu tiên anh về mà không ai đón tiếp anh hết Hậu Lê Lê Hai Bàn Thờ này thiệt chứ. Mời người ta cho đã xong cuối cùng về quỷ vé thiệt. Còn phải trả tiền nha, quỷ vé là phải trả tiền cho anh Lê Tím bên Mỹ nha mọi người. Chứ quỷ vé là phải trả tiền, chứ còn không trả tiền là không được. Đó, còn những cái vé mà khán giả mua á, thì anh Hai Bàn Thờ nên nhớ một điều là phải trả tiền vé lại cho tất cả những người đó. Chứ đừng bao giờ mà ôm ẩm ăn cho đã xong nói khi nào mà hết và bắt đầu mở lại, không có đâu. Không hát trả tiền, đừng bao giờ nói cái câu mà xin lỗi để nó qua câu chuyện, không có đâu. Khỏi xin lỗi. Tiền
Cháu thì cháu múc, tiền chút thì cháu ăn. Đó, thì bây giờ không hát thì trả lại là trả, là phải trả, phải đền nha mọi người. 2,5 triệu thành 5 triệu. Tại vì sao? Người ta cũng mượn tiền lời, người ta đi vô người ta coi chứ. Bây giờ cái giá vé 2,5 triệu thì cô chú nghĩ đi, 2,5 triệu đó, bây giờ người ta mượn tiền lời 2,5 triệu một ngày, bao nhiêu tiền? Mà 2,5 triệu là một ngày là 100.000 tiền lời, bạc 20 đó, thì 2,5 triệu một ngày, 100.000 tiền lời, thì nghĩ đi, bây giờ là không trả cho người ta thì cứ nhân lên để đóng tiền lời cho người khác chứ. Tại vì cái giá vé cao quá, 2,5 triệu, trời đất ơi, hay bỏ 2,5 triệu ra, mọi người biết không, một tháng là trả bao nhiêu tiền lời rồi đó. Bây giờ mà quỷ show rồi phải trả lời người ta, phải đền cho người ta chứ, không có nói gì hết. Đừng có lên mà xin lỗi gì thiên tai, đừng có đem mà thiên tai bổ lục ra mà để mà nói để xin lỗi cộng đồng được đâu. Tại vì cái đêm diễn này em nói thiệt sự luôn, 2,5 triệu quá cao, cho nên người ta không đến nhiều, giá vé vẫn còn y nguyên. Cho nên anh chàng này ảnh mới là quỷ show chứ không ấy là ảnh lỗ đó, thà ảnh lỗ ít hơn là ảnh lên anh hát ảnh nhục, phải không cô chú? Nếu mà hai bàn thờ bây giờ vô hát mà cái đêm phòng trà mà trên Đồng Dao đó, thì mọi người biết là em đảm bảo không bao giờ có khách nhiều, tại vì người ta hết yêu thương hai bàn thờ với mà ve chó rồi đó. Có anh Hài Lê Tím vô thì còn được 5-10 vé, tại vì anh này là anh xấu, người ta thấy anh, người ta thương, hiểu không? Anh ở bên nước ngoài anh về nhưng mà anh xấu quá à đó, anh ta thấy người ta thương thì người ta ủng hộ cho anh 1-2 vé để mốt anh kiếm tiền đi về Mỹ đó, đúng không cô chú? Chứ đừng có mà lên đùa, lên nói giỡn, nói chơi với cộng đồng đâu có ai mà bị anh dẫn dắt mà lừa gạt nữa đâu, đúng không? Người ta nhìn ta cũng biết anh lừa gạt hôm nay rồi, lừa gạt từ nhà Hồng Loan tới giờ, anh đem Hồng Loan cho anh kiếm tiền, cuối cùng bây giờ Hồng Loan không có nữa, thì bây giờ anh hết đường kiếm tiền, anh xây qua anh kiếm thằng Hài Lê Tím. Trời ơi, nghĩ sao thằng Hài Lê Tím có nhân cách để kiếm tiền, anh dở ẹt, thấy không? Mướn ai? Mướn thằng Hài Lê Tím, bây giờ hết người mướn rồi cô chú. Thiệt, em nói thiệt, bây giờ khỏi cần mướn Hài Lê Tím, mướn Hài Tắng Beo mà mới vừa bị mà đột quỵ đó, thì kêu anh đó đứng, người ta thấy người ta thương, người ta vô nhiều đó. Em nói thiệt là có tiền nhiều đó, ta vô ta còn ủng hộ tiền cho nhiều nữa, tại vì Tướng Beo là đang bị mà nói chung là bị thương á mọi người đó. Chứ còn đem ông Hài Lê Tím từ bên Mỹ về đi làm gì? Trời đất ơi, đem lên làm gì, để tôn thờ hả? Đó, bây giờ không có hát thì đem lên Hài Lê Tím lên á, để lên cái bàn thờ thắp nhang. Còn mà bây giờ mà yêu thương mà ve chúa đó, còn nói em cố gắng nha, ve chúa là người mà nối nghiệp của chú Năm. Ông nịnh quá trời, ông nịnh luôn, ông hai bàn thờ ơi, tôi nói thiệt, hai bàn thờ nịnh vô địch thiên hạ luôn. Đó, bây giờ xây qua ve chó là nói em dáng cố gắng đi, em sẽ nối nghiệp, mà em không thấy nối nghiệp gì. Mà bây giờ không có ai mà kêu mà ve chó đi hát nữa, cô chú thấy không? Không có ai kêu đi hát nữa, mà nối nghiệp, không biết nói gì, nói cái bàn thờ, hiểu không? Nó dốc không mà nịnh tùm lum tà le hết á. Đó, nịnh, bây giờ bị bà Tiên đó, bà Tiên bà gọi về đó, bà cấm tuyệt đối con ve chó, không cho tiếp xúc với anh hai bàn thờ là hai bóng nha mọi người. Không cho tiếp xúc với hai bóng, vì sao? Một có một câu thôi, hai bóng là người hai mặt. Đó, bà Tiên bà nói thẳng ngay mặt luôn. Đó, còn những anh em YouTube quay nhà của mà Sáu Màu Bảy Báo thì bây giờ cũng vậy luôn. Đó, là cũng là bị bà Tiên áo. Đó, về, bắt đầu bà mới là cấm tuyệt đối không cho YouTube quay. Không có ai mà làm, nói chung là không ai binh vực bằng bà Tiên áo. Bà Tiên áo lên tiếng thì 100% ve chó và Sáu Bào đều nghe. Còn không nghe bà kể hết những cái câu chuyện dơ bẩn sao, phải nghe. Đó, bất chấp bỏ, nói chung là vô ơn với những người mà đang binh vực mình. Đó, là anh em YouTube hoặc là những người nào đó. Đó, bây giờ nói tất cả mọi người ai cũng phải hiểu hơn ve chó là như thế nào rồi. Còn nói là ve chó hiền, không có thích mà ganh tị hơn thua. Chỉ có những người kia là người ta đang ghét ve chúa, cho nên là lên mạng cộng đồng nói này nói kia để ve chúa không được đi hát. Trời đó, có ai ghét bà này? Ve chó không ai ghét á, ghét mẹ sanh ra con. Tại vì mẹ là người kêu con làm những điều dơ bẩn bẩn thỉu, cho nên họ ghét. Chứ không ai ghét ve chó đó. Tại vì ve chó làm cho người ta làm những cái hành động để cho người ta ghét, là hành động như thế này nè, nói cho hai bàn thờ nghe. Những cái bài hát bản quyền của chú Năm mà lấy ra để đánh những anh em YouTube thì thấy có đáng không? Mà sống có lương thiện không? Có đạo đức không? Mình nhìn kỹ đi. Đấy, nếu mà sống lương thiện đạo đức, họ không bao giờ đánh cái bài hát của chú Năm. Tại vì bài hát đó không phải là của mình,
nếu bài hát của ve chó không ai lấy, có ý nghĩa gì đâu mà lấy, dơ bẩn bẩn thỉu sao lấy đó. Cho nên nói với hai bàn thờ nghe, hai bàn thờ đừng bao giờ mà diễn sâu nữa, hiểu không? Đừng có diễn sâu nữa. À, còn cái câu chuyện này nữa nè, còn cái câu chuyện bà Sáu Bào á, bà nói chờ thời gian đi, bà sẽ nhận được cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm đó. Bà nói chờ thời gian bà sẽ nhận được căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Bà Sáu Bào bà giống mấy thằng nhận căn nhà của số 5 Đoàn Thị Điểm quá. Ở đâu có giấy tờ lộng lưng không? Ở đi ra thưa giống mấy thằng thưa quá. Hỏi ra gì cũng nói Hồng Loan không mà. Đó, nói Hồng Ni không mà. Đó, hôm nay Hồng Ni xuất hiện rồi đó. Bắt đầu tụi nó nè, bắt đầu mà khám tử cung nè. Rồi đạo diễn hết thở Đức Lờ nè. Đó, Lê Tín nè. Rồi cái bà Chinh Già Chinh Dơ nè. Bắt đầu nè, thế nào cũng gọi cho mọi người coi. Đó, với cái con hồ điếm bên Malaysia. Đó, Hồng Ni xuất hiện rồi đó. Mà Hồng Ni cũng không thèm lên mạng làm gì hết á. Tụi bay muốn nói gì nói, không cần Hồng Ni phải quan tâm. Đó, Hồng Ni xuất hiện, hôm nay là ngày giỗ tổ nhà của chú Năm, rất là đông vui luôn. Nhưng mà không có em, em đang ở ngoài Bảo Lộc, xa lắm mọi người. Lúc ở ngoài Lào Cai hết á, nói chung là đi chung tay cùng với những người mà hội từ thiện. Đó, thì đi để quay những cái hình ảnh mà những bà con khó khăn ở ngoài đây. Nói chung là mọi người cũng cầu xin cho những người ở đây được bình an. Đó, chứ không phải là em còn ở đó đâu, em đi ra về đây rồi. Nhưng mà ngày nào em cũng xem những người mà đang mà biêu ríu Hồng Loan và những kẻ mà làm không đúng. Đó, Hậu Le Le vô đây nghe em nói nè. Với Heo Tay Xanh. Heo Tay Xanh á, là con người đáng để em nói. Đó, cái vé 2,5 triệu Heo Tay Xanh nói cho cố luôn. Bây giờ đó sao tự nhiên quỷ số, có phải nhục không? Heo Tay Xanh là người mà định hai bàn thờ nhất. Hai bàn thờ có gì đâu định Heo Tay Xanh. Heo Tay Xanh định không đúng người. Định ngay mà ve chó thì được. Với định ngay mà Hậu Le Le. Hậu Le Le tiền nhiều. Chứ hai bóng đi theo bởi đích mà có được cái đồng bạc nào đâu mà đi theo mình định hai bàn thờ. Đó. Nói cái gì á là phải cho đúng. Đừng có đem mà ra mà môi xôi mối Hồng Ly với Hồng Non nữa. Thấy không? Còn những cái tiền mà bây giờ á, những cái tiền mà của chú Năm á, thì hai bàn thờ coi như thế nào đi để giải quyết. Chứ đừng bây giờ để mà lúc nào em lên em nói, để em nhắc hoài à. Em nhắc hoài em cũng mệt lắm. Trả cho người ta đi. Mình sống mình có nhân cách đạo đức. Có 100 mấy chục triệu à, đúng không? Giờ tiền thiếu nợ chú Năm bao nhiêu nữa, nhớ trong đầu giờ ghi ra giấy đi. Trả cho chú Năm đi, để cho Hồng Loan mua vàng bạc đồ đốt xuống trả cho chú Năm. Chứ đừng có ăn mà những cái đồng tiền đó, hiểu không? Còn tiền HB, BH gì đó là cũng trả luôn. Đó. Còn tiền YouTube trả không trả thì tự cứ giọng đi. Đó, tiền HB là phải trả cho Hồng Loan. Đấy, còn cô Sáu thì cũng nói cho cô Sáu với Bảy Báo nghe luôn. Với Bảy Cọt Xèo là bây giờ nghe cái này là xỉu. Mau mau gấp gấp trả tiền cho Mỹ Mỹ. Đó, đừng có mà sống mà lưa vô nhân cách, vô đạo đức. Bây giờ con người ta không có ai, không có cha, không có mẹ. Người ta sống nhờ cái đồng tiền của ba mẹ người ta để lại. Mà bây giờ mà cũng mượn không trả là sao? Đó, mình sống phải có đạo đức đi chứ. Mình trả đi, đó cô Tiên gì đó đi về đó, thanh toán cái tiền cho mẹ Mỹ Mỹ đi. Cô giàu lắm mà, cô trả cho Mỹ Mỹ đi, để Mỹ Mỹ có tiền để làm ăn. Chứ bây giờ mà cái cô Sáu Bào mà bà đội hoài bà không trả, mà bà mượn bà quýnh đề quýnh cờ bạc bà không trả. Bà sống gì kỳ lắm, bà sống có đạo đức. Đó, thì trả cho người ta đi. Chứ để mà ngày nào em lên em nói chuyện câu chuyện của Hậu Le Le bốn sàm bàn thờ, rồi hàng hài Lê Tím, bây giờ mà em lên em còn nhắc tới những cái câu chuyện mà trả tiền cho mà Mỹ Mỹ nữa, em nhắc hoài em mệt, em cũng đổ mồ hôi nè mọi người. Đó, em đổ mồ hôi ướt mình, ướt mẩy, ướt áo hết nè. Đó, mà mỗi lần mà em nhắc tới em đòi tiền hai bàn thờ với mẹ con nhà ve thì em đổ mồ hôi. Đó, còn cái câu mà còn kêu gọi như thế này nữa nè. Đó, còn Bảy Báo Sáu Bào thì cũng kêu gọi từ thiện để làm gì đó. Bây giờ mà nói lên mắc nhục không cô chú? Kêu gọi từ thiện, kêu Heo Hà Mã gọi từ thiện cho tiền, bây giờ xây qua chửi người ta đó. Đó, cho đi đó, toàn là vô ơn không à. Mà đổi thừa Hồng Loan là người vô ơn. Hồng Loan có kêu gọi từ thiện ai không? Nhìn kỹ đi, những người mà già mắc nết. Hồng Loan á, còn nhỏ nhưng mà họ không có kêu gọi từ thiện. Chỉ có những người già mắc nết đó, ghen ăn tức ở đó, là mới mà nói Hồng Loan. Chứ Hồng Loan không kêu từ thiện ai đó, hiểu không? Đừng có bao giờ nói Hồng Loan là vô ơn. Đó,
Tại sao mà Hồng Loan đó sống mà như vậy thì được nhiều người ta yêu thương, còn mình sống thì sao mà con mình giờ đi ra hát á thì có một sao à. Thiệt, nói tới nhắc lại cho mọi người nghe, chứ để không nghe mọi người không có nhớ. Đó, mình coi cái cách mà mình ăn ở đi, mình sống có đức á, thì mặc sức mà con mình ăn, còn mình sống mà không có đức á, thì hốt phân mạng. Chứ đừng có bao giờ mà đó, bây giờ từ thiện xong đi đó, kêu gọi từ thiện rồi, cuối cùng đồ da năn nỉ rồi, mai mốt em sẽ lên em trả bài cho những người đó, cô khọt xèo á, vô nói là em sẽ lên em làm một cái clip để em cảm ơn mọi người, lần sau ổng mà nằm bệnh viện thì em xin gọi từ thiện tiếp. Đó, trời đất cơ, mình già mình lớn rồi, mình sống mình có đạo đức, có nhân cách chút xíu đi, chứ mình đừng bao giờ mà sống mà cái kiểu mà tham lam ganh tị nữa. Ở đời đó mọi người thấy không, sau cơn mưa thôi là gia đình người ta không còn gì. Đó giống như cơn bão vừa qua thì tự nhiên ở trên thôi, núi mà tự nhiên sạt xuống làm bao nhiêu người ra đi đó, người thân mất mát đau thương đó. Đừng có gì đồng tiền á, hiểu không, mình sống mình phải coi xã hội kìa. Đó, bây giờ những người ta mất mát đau thương người ta không còn trên cái xã hội, mà bây giờ còn chưa tìm được đó. Mình phải chung tay, mình phải yêu thương những người như vậy, mình phải thương những người mà người ta không có cha không mẹ, chứ không phải là mình già mình lớn mình thấy người ta không cha không mẹ mình ức hiếp người ta, hiểu không. Đó, cho nên mình coi lại cái nhân cách, cái đạo đức của mình đi, mình lớn rồi mình phải sống như thế nào. Còn hôm nay sao không hai bàn thờ không kêu cái cô chinh già chinh dơ bên Mỹ về cho nó đúng bộ tam sên luôn đi. Đó, sao không mời cổ về để cổ lên cổ ngồi với cái anh quất võ đó, đó cái anh mà gắn cờ ba sọc á, mời về Việt Nam để ủ tờ cho nó lẹ đó, kêu cái bà mà chinh già đó bà về để bà vô bà làm live show chung, có lỗ thì bà bắt đầu bà ganh tị, bắt đầu bà ra bà hãm hại tiếp, vừa rồi hại Hồng Ly thì giờ bà xây qua bà hại tiếp Hồng Loan. Xong kêu bà về rồi mà bà chinh già về đi đó, em lúc nào em cũng déo cái bà chinh già, cái bà này là cái bà mà đang mà hại Hồng Ly, em nhắm ngay bà này là hại Hồng Ly thôi, chứ em không nghĩ là ve chó. Em nói thiệt với mọi người, với Hậu Lê Lê, em chỉ nghĩ cái bà chinh già này với anh Quốc Võ là hại Hồng Ly bên đó. Đó, thì nhờ cái con tiền điếm đi ra mà để mà làm cái chuyện đó, với khám tử cung đi lên để nói. Đó, thì hôm nay đẹp mặt chưa? Nhớ nha không? Đó, em nhắc lần này thôi là cái anh mà hai bàn thờ nên nhớ một điều là phải trả tiền, tất cả tiền mà người ta mua vé, hiểu không? Trả lại cho người ta, nếu mình quỷ xô mình phải trả cho người ta, chứ mình đừng có ôm mình để trong tài khoản ngân hàng của mình nữa. Tại sao mà người ta mua vé thì kêu người ta là phải chuyển tài khoản trước, phải không mấy cô mấy chú? Chuyển tài khoản trước thì bây giờ mình quỷ xô thì mình phải trả lại cho người ta, rồi tiền những người ta mượn người ta dai để người ta đi coi thì sao? 2,5 triệu vé mà, chứ đâu phải 200,000 đâu. 200,000 còn bị nói à, còn bị đòi lại cả, chứ đừng nói 2,5 triệu đó. 200,000 mà còn bị mà heo hà mã với khám tử cung ra nói đó, Hồng Loan đó, giờ đòi lại đó. May là uống cà phê ăn cho no xong mà giờ còn đòi lại, mà cô chú đâu có đòi đâu. Tại vì cái thứ mà ghen ăn tức ở đó, thấy Hồng Loan mà hát đó nhiều người yêu thương quá cho nên ghen cái tức, hiểu không? Bởi vậy tức đó, con bà Sáu đó, con bà Sáu Bảo về nhà đập đồ đập đạc đập tùm lum tà la, tức quá hỏi sao vậy. Đó, cái ông Thành guitar ông kể đó, hỏi sao, lý do sao, tại sao mà con đập đồ như vậy, trời ơi con tức quá. Hồng Loan nó không phải là ca sĩ mà tại sao bây giờ lên nó hát á, cả ngàn cả triệu người người ta xem, còn con là ca sĩ nghệ sĩ, con đi theo cậu biết bao nhiêu năm nay mà sao bên nay con ra con hát không ai xem, mà phải đưa tiền cho người ta để mua vé để mời người ta vô coi không mà còn không ai coi đó. Ve chó nói vậy đó, bắt đầu đập đồ hết đó, nói tại sao là mà mình là người ca sĩ nghệ sĩ mà bây giờ là đến hát không ai coi. Hồng Loan lên hát không phải nghệ sĩ mà quá trời người xem luôn, trời đâu cũng lên chụp hình quá trời luôn, còn mà ve chó mọi người có thấy ai chụp hình với ve chó không? Đó, xem lại cách ăn ở nghe không, ve xem lại cách ăn ở đi, mình phải sống tốt đi, giờ mọi người sẽ phan nhượng phan hồng cho để lên sân khấu. Chứ mà nếu mà còn mà sống cái kiểu như hai bàn thờ đó, sống dơ bẩn thỉu đó, thì không có ai mà lên sân khấu, không có ai mà thèm nhìn đâu. Đó, và từ đây về sau á, đừng bao giờ mà lấy cái bài hát ca cổ cải lương gì của chú Năm á ra để hát
để làm tiêu đề để cho mọi người xin nghe, hiểu không? Đừng bao giờ lấy bài hát đó nữa, tại vì những bài hát của chú Năm bây giờ không thuộc quyền của Ve nữa nha Ve, hiểu không? Ve đã lấy bài hát chú Năm, Ve đánh hàng chục kênh YouTube của nhà Hồng Loan hết đó, là Ve cảm thấy là Ve ác lắm rồi, không? Ve làm nhưng mà Ve phải chịu chứ đừng đem chú Năm ra chịu, tại bài hát đó là của chú Năm mà, sao tại sao có quyền để đánh mới là quan trọng đó. Mình phải coi cái cách ăn ở của mình đi đó, từ từ đi, giờ Ve sẽ biết cái gì là đúng, cái gì là sai đó. Đừng có bao giờ mà theo mà hai bàn thờ học cái cách sống như vậy, học một cái người mẹ đã hư thân mất nết rồi là đã sai rồi, bây giờ học thêm hai bàn thờ nữa là càng sai nữa đó. Cho nên Ve nghe lời anh, mà anh nói sao nghe vậy đi nha Ve, không Ve sống đàng hoàng đi, anh không déo gọi Ve nữa. Còn Ve mà Ve sống mà giờ không có nhân cách đạo đức mà học theo mà hai bàn thờ thì đợi đó, anh sẽ làm việc với Ve sao đó. Thì Hài Lê Tính ơi, hôm nay tôi gọi cho ông rồi đó, ông về tới Việt Nam rồi đó, ông muốn gặp mà Long Võ với Long Võ không đó, thì ông về đây á, ông xấu quắc à, ông không có bằng tôi đâu, nói thiệt. Ông bước chân về đây, ông là người Việt kiều hay người Mỹ gì tôi không cần biết, nhưng mà cái nhân cách với một cái cách phong cách của ông không có đáng, không có giống là người Mỹ. Ông là người Mễ, tôi nghĩ ông là người Mễ, người đồng bào Mễ chứ không phải là người Mỹ. Tại vì người Mỹ người ta về tới Việt Nam, người ta cũng phải có một cái nón hiệu nè, đấy, một cái áo hiệu nè, một cái đôi giày hiệu nè, Adidas cũng được, một cái quần hiệu nè đó, và một cái đồng hồ hiệu như em nè, đấy, một cái đồng hồ hiệu như em nè, đây nè, Armani đàng hoàng nha anh ha. Anh Lê Tín đấy, là mình phải vậy đó, mình phải có nhân cách, nghèo thiệt nhưng mà chịu chơi, hiểu không? Còn bạn nói bạn giàu bao nhiêu tôi không cần biết đó, bạn về tới đây nhưng mà tôi thấy bạn thua một cái người ăn mày, ăn mặc đồ đem thui thù lùi đấy. Em đi ra ngoài quay Bảo Lục nè mọi người, em đen thui thù lùi nhưng mà em vẫn còn trắng hơn cái anh mà Hài Lê Tím nha mọi người đó. Thì hôm nay thì em chia sẻ câu chuyện cho mọi người nghe, là chuyện này là chuyện buồn của mà Hậu Lê Lê và hai bàn thờ với anh chàng Lê Tính đó, chuyện vui của tất cả những người mà yêu thương Hồng Loan đó. Thì thôi bye bye, đến đây em xin kết thúc cái video, chúc mọi người một buổi tối, một ngày mới thật là vui khi xem video của em nha mọi người. Bye bye.